Lê Hoàng Phương vừa chào sân Miss Grand International 2023 đã lọt top 5, Midterm Award lên tiếng. Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được đăng cai tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, cô nàng vẫn đang tích cực trau dồi và chuẩn bị trong 30 ngày để tiếp tục tranh tài ở quốc tế. Theo công bố lịch trình của ông Nawat, chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, mọi hoạt động của toàn bộ thí sinh trong tháng 10 sẽ được phân bổ ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đầu tiên, vào ngày 3 tháng 10, các đại diện từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ tập trung để chụp ảnh Photoshop, tham quan danh lam thắng cảnh và trình diễn show thời trang tại Hà Nội. Sau đó, các cột mốc quan trọng trong cuộc thi bao gồm 12 tháng 10, phần thi áo tắm tổ chức tại Đà Nẵng và 16 tháng 10, các cô gái phỏng vấn kín ở Huế. Tiếp đến, ekip của Miss Grand International 2023 cùng dàn thí sinh sẽ di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho 3 đêm tranh tài cuối cùng: 20 tháng 10, đêm trình diễn trang phục dân tộc; 22 tháng 10, bán kết; và 25 tháng 10, chung kết. Kết thúc lịch trình, top 10 Miss Grand International 2023 sẽ tiếp tục lưu trú ở Việt Nam để thực hiện một số hoạt động do tổ chức chỉ định. Ở một diễn biến khác, trước thêm cuộc thi, Lê Hoàng Phương bất ngờ được chuyên trang sắc đẹp Shots Factor dự đoán góp mặt trong top 5 Miss Grand International 2023 với danh hiệu Á hậu 4. Lê Hoàng Phương là một kiến trúc sư 27 tuổi. Ngay từ khi đăng ký dự thi Miss Grand Việt Nam 2023, cô đã được đông đảo khán giả chú ý nhờ sức hút từ những cuộc thi trước đó cô tham gia. Về lợi thế, Lê Hoàng Phương là một trong những người đẹp có profile đẹp và câu chuyện truyền cảm hứng. Cô từng tốt nghiệp loại khá ngành kiến trúc, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021. Cô nói muốn lan tỏa câu chuyện vượt định kiến về giới tính trong chọn nghề, rằng kiến trúc sư không phù hợp với nữ giới. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình. Ngoài ra, một lợi thế đáng nhắc đến của người đẹp này là sở hữu chiều cao 1m76, số đo 3 vòng lần lượt là 87, 63, 95cm. Lê Hoàng Phương còn có nhiều kinh nghiệm thi đấu và trình diễn, cô quen mặt trên các sàn runway. Về kinh nghiệm chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp, Lê Hoàng Phương từng đạt top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và năm 2019, cô cũng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt top 10. Trước khi giành vương miện, Lê Hoàng Phương trải qua 4 năm chinh chiến các cuộc thi nhan sắc trong nước. Cô lần đầu tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 lúc còn là sinh viên, phải làm thêm nhiều việc gồm vẽ tranh tường để trang trải cuộc sống. Hoàng Phương nhớ lại thời điểm đó, mẹ từng có ý định bán nhà để giúp con gái có tiền đi thi. Kết quả cô đạt top 10 chung cuộc và giải thưởng phụ Người đẹp biển. Sau 2 năm, Hoàng Phương trở lại cuộc thi, đầu tư mọi thứ nhiều hơn. Tuy nhiên, cô dừng chân ở top 5, thua cuộc trước Ngọc Châu, Lê Thảo Nhi, Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Người đẹp cho biết có tiếc nuối nhưng chấp nhận vì nhận ra bản thân còn thiếu sót. Hồi tháng 6, thông tin Hoàng Phương tiếp tục thi nhan sắc gây chú ý. Có người nhận xét cô ham danh hiệu, không biết lượng sức. Người đẹp nói, tôi không ngại thất bại thêm lần nữa, chỉ sợ hối hận vì đã không lắng nghe trái tim mình. Xác định đây là cuộc thi nhan sắc cuối cùng tham gia, cô dành thời gian cải thiện các kỹ năng, nhất là giao tiếp, thuyết trình, tiếng Anh. Vương miện Miss Grand Việt Nam khiến cô tin sự kiên định của bản thân là đúng. Theo nàng hậu, cuộc sống luôn có từng nấc thang, khó khăn hay vấp ngã là điều khó tránh. Ngoài hai lần thất bại khi thi nhan sắc, Lê Hoàng Phương từng trượt đại học, tuy nhiên cô chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc. Với tôi, ai cũng có giấc mơ riêng, việc kiên trì, quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu là điều đáng trân trọng, người đẹp nói.